Xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, chúng mình cùng chơi với những con vật đồ chơi đáng yêu của mình các bạn này. Chúng mình sẽ chơi với bạn thỏ này các bạn ơi. Bạn thỏ này. Bạn chó này. Bạn thỏ này các bạn này. Thỏ đang nhảy đấy. Thỏ nhảy ngã các bạn. Ngã ngựa. Ăn cỏ đấy các bạn. Công tắc ở đằng sau các bạn nhé. Chúng mình sẽ chơi với bạn trâu. Con trâu này. Trâu màu hồng đấy. Chúng mình sẽ chơi với bạn hổ trắng nhá. Bạn hổ trắng này các bạn này. Chúng mình sẽ chơi với bạn chuột nhắt này. Bạn chuột nhắt màu đỏ ấy. Con chuột nhắt đấy. Tiếng bạn chuột nhắt đang kêu đấy. Và bây giờ chúng mình sẽ chơi với bạn là khủng long đầu rồng này. Khủng long đầu rồng. Wow. Rất là to lớn các bạn ạ. Khủng long đứng ở đây. Video của mình hôm nay đến đây là hết rồi. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn và xin chào tất cả các bạn.